Người đàn ông này tên Hisa Manabe, công ty của ông sản xuất ra chiếc quần jean bền chắc nhất thế giới. Chúng ta đều biết đũng quần là phần dễ rách nhất. Họ để hai võ sĩ thử kéo một chiếc quần jean bình thường và nó bị xé làm hai chỉ trong 3 giây. Còn với chiếc quần jean bền nhất thì hai anh dùng hết sức cũng không kéo rách được. Một tình nguyện viên đánh liều để chiếc xe máy kéo lên 500m trên mặt đất với chiếc quần đó, vậy mà nó vẫn không có một vết rách. Đối thủ của nó là một chú ngựa 8 tuổi rất khỏe tên Banma. Kích thước của ngựa bình thường so với Banma đúng là một trời một vực. Với thân hình đồ sộ, sức kéo vô địch, một thanh sắt mà người ta khó mà dùng búa để đập méo, vậy mà nó chỉ kéo một lần là cong. Một chiếc xe tải 12 tấn chở đầy người cũng được nó kéo đi nhẹ nhàng. Vậy bạn đoán nó có thể kéo rách chiếc quần jean kia không? Luật thi là quần jean được cố định một ống quần vào cột, sau đó họ cho ngựa kéo 5 lần. Nếu quần bị rách dù chỉ một chút thì ngựa thắng, ngược lại thì quần jean thắng. Quyết đấu bắt đầu, chiếc quần jean đã được cố định. Ngựa kéo phát đầu tiên mà quần không rách, quả không hổ danh là quần jean bền nhất thế giới. Phát thứ hai rồi mà vẫn không thấy vết sức chỉ nào. Ngựa khỏe cỡ này còn kéo khó vậy, bảo sao hai anh chàng võ sĩ kéo phọt cơm không rách. Lần thứ ba, ngựa dồn sức kéo hàng chục tấn đã khiến cho quần rách làm hai. Tuy thua cuộc nhưng đại diện công ty vẫn nở nụ cười rất tươi. Chiếc quần bền nhất thế này bạn có muốn sở hữu một cái không?